Ôi, chào anh em, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái chuyên mục loa độ nhé. Đây các bạn và anh em nhìn này, đây là loa bút, có nghĩa là nó thiết kế một khối. Đây các bạn, không phải là cái loại chống nước các bạn nhé. Đây này, về loa thì chúng ta cần để ý đó là dài, rộng, dày, công suất và cái chất lượng âm thanh. Thì bây giờ Tùng sẽ kiểm tra cho các bạn về cái vấn đề dài, rộng, dày. Đầu tiên là dài trước nhé anh em nhé. Dài tầm 30 mm. Rộng tầm 15 mm. Dày đây anh em. Dày tầm 8 mm, 8 mm là hơi dày nhé, không phải là lắp nào cũng độ được đâu. Vì vậy là anh em phải cân đo đong đếm. Còn các thiết bị điện tử khác thì anh em cũng phải cân đo đong đếm. Đây chính là nhược điểm của cái con loa này, nếu mà nó chỉ khoảng 4 mm thì quá tuyệt vời đúng không các bạn. Còn bây giờ thì cái công suất của chung của giới thiệu là 8 ohm 2W. Chúng ta sẽ đi test âm thanh thực nhé các bạn nhé. Âm thanh thực thì khi chúng ta test, chúng ta sẽ có hai cái đại lượng như là toán học với vật lý đúng không các bạn, mà chúng ta cần chú ý đó là tiếng chống bát và tiếng người. Đầu tiên nó đập mà các bạn sờ tay vào đây có cảm giác rung tay các bạn ạ. Và cái dòng này thì Tùng đang chỉ cho các bạn nghe ở 1 tiếng, và tiếng là lấy trực tiếp qua camera luôn, không qua cái hệ thống thu âm chuyên nghiệp các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ mở cái giọng mình thu âm để các bạn nghe. Giọng người già vì vậy là nó hơi ồm ồm. vào chiều tối ngày hôm Đấy. qua bản tin tối ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã cập nhật những cái thông tin vui về bóng đá Việt Nam, đặc biệt là U23 Việt Nam. Ở tối ngày hôm qua thì đã có cái lượt đầu tiên của V-League năm 2022. Chúng tôi sẽ gửi đến những cái kết quả sớm nhất cho các bạn. Đấy, các bạn thấy là khi tay ngón tay của mình có cảm giác là hơi rung rung. Về đánh giá chất lượng âm thanh, theo mình đánh giá thì nó được khoảng 7 điểm. Còn theo các bạn đánh giá nó được bao nhiêu điểm thì các bạn để cái phần bình luận ở dưới nhá. Mua hàng thì các bạn biết rồi, no2.vn hoặc 0906 010103. Loa độ laptop rất nhiều mẫu mã hình thức phù hợp với tất cả các nhu cầu của bạn, kể cả bất kể thợ điện tử các bạn độ cho bất kể cái gì thì các bạn cứ vào noa.vn, mình để cả mẫu miếc ở đấy hết rồi các bạn.